Xin đi có gì về hàng xóm rồi đi không? Đây là nước hoa Agawan thuộc công ty của Dũng từ đầu tư và mở ra. Tinh dầu Dũng nhập từ châu Âu và sản xuất tại Việt Nam nên giá thành nó rất là rẻ. Có 370.000 một lọ nước hoa này thôi. Mọi người mua ủng hộ Dũng để Dũng đang gây quỹ từ thiện lấy 20% từ lợi nhuận nước hoa để làm từ thiện. Sẽ làm clip, nhiều clip từ thiện cho mọi người cùng xem. Và mọi người mua ủng hộ Dũng nha, có 370k thôi. Dầu thơm rất là thơm, xịn sò, tinh dầu của Pháp, ok. Đi qua nhà nó chơi, xong rồi nó làm cái chuyện với con. Xong làm rồi... chuyện đó là làm tuốt thuộc rồi vậy? Sao? Con lớp năm lên lớp mấy rồi? Dạ con lớp 8. Lớp 8, rồi giờ sao nữa? Ý là con nhờ chú cái chuyện gì? Dạ, nó hôm nay nó hẹn con tới nhà nghỉ. Con muốn nhờ chú tới đấy mà. Mà con đi với nó nhiều chưa? Dạ nhiều rồi. Nhiều rồi thì hôm nay đi nữa rồi sao đâu, tự nhiên nhờ chú qua làm gì? Dạ, tại vì lúc mà con làm cái chuyện đấy nó xong rồi nó chụp hình quay video con hồi nào con không biết, xong rồi nếu như mà con nói là con không đi chơi nó nữa, xong rồi nếu mà con nó nói với con là nếu mà con không đi chơi nó thì nó sẽ gửi cái hình đó qua cho mẹ con. Gửi hình đó qua cho mẹ con? Dạ. Con năm nay lớp 8 đúng không? Dạ. Lớp 8 là nhiêu tuổi đấy? Dạ con 14 đúng không? Dạ. 14 tuổi. Con với nó quan hệ lâu chưa? Mấy tháng không? Dạ 5 tháng. Tầm 5 tháng hả? Là lúc đó con mới lớp 7 hả? Dạ. À. Càng đấy, bây giờ là chiều hôm nay nó rủ con đi nhà nghỉ tiếp. Dạ. Ý con là muốn là bây giờ là chú giúp con là cho nó không quan hệ với con nữa, hay là giúp con xóa mấy cái hình clip đó là sao? Hay là con vẫn muốn quen tiếp? Dạ. Hay là chỉ xóa hình clip thôi đúng không? Là cả xóa hình clip với lại không quen nó nữa. Dạ. Ok. Thế nó hẹn con mấy giờ? Dạ tầm 4 giờ chiều nay. 4 giờ chiều hả? Là hẹn nhà nghỉ mà nhà nghỉ nào? Dạ cái để có gì chú đưa con dẫn chú đi. Với lại cái chỗ đó thì con với nó. Gần đây hả? Dạ gần. Chỗ đó con với nó hay đi hả? Hay đi chỗ đó đúng không? Rồi nhắn cho nó đi, bảo là 4 giờ em còn ra bình thường này kia, không có gì hết, cứ coi như bình thường, coi như là không có chuyện là con nhờ chúng hay gì cả, cứ con cứ đi bình thường, cứ nói chuyện bình thường đó ha. Thường thường là nó vô trước, nó đưa con vô hay là hai đứa đứng ngoài cổng mà đi vô với nhau? Dạ nó vô trước xong rồi nhắn cho con vô sau. Là thường nó vô trước xong nó nhắn xuống phòng cho con tự vô đúng không? Dạ. Mà sao con nhỏ giờ mà nhà nghỉ người ta không nói gì hả? Hay là một lần con đi có bị khẩu trang này kia hay sao? Dạ không có bị khẩu trang. À bị khẩu trang này kia là không vô đúng không? Dạ. À, thì đợi thì điều 4 giờ chú chở con đi luôn ha. Dạ. Ok. Khá phức tạp, mới có 14 tuổi à, cấp 8 mà quan hệ nửa năm rồi. Tuổi trẻ tài cao đấy, chú cũng chưa được nếm mùi đời. Ok. Con điện cho nó chưa? Dạ rồi. Nó bảo nó qua rồi đúng không? Dạ. Bây giờ chú cháu mình qua nha. Nó bảo phòng bao nhiêu chưa? Cái nhà nghỉ đó đúng không? Dạ đúng rồi. Lấy máy ra quay phim. Còn nhiêu không? Còn... ok. Mày tưởng hả? Tưởng hay là mày biết nó nhỏ nhỏ xong mày ngồi xuống đi. Mày ngồi xuống nó đi. Mày tưởng không hay mày biết nó nhỏ mày vẫn rủ nó đi chơi. Ngồi đó em. Đây ngồi giường này.
hả? Dạ lúc đó em không biết nên chưa học kỹ. Nó đang học lớp 8 mày biết sao không biết được? Mày nhắn tin với nó mày biết mà. Tao thấy mày nhắn tin mày biết mà sao không biết được? Mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ nay 20. 20 tuổi hả? Ừ. Đang học cái gì? Dạ đang học cái gì quay kinh doanh. Quản lý kinh doanh hả? Năm mấy rồi? Dạ năm 2. Năm 2 hả? Ừ. Quen bé luôn chưa? Dạ cũng được mấy tháng rồi. Rồi ok mày. Mày có quay clip bé, có chụp hình bé cả chuồng này chưa? Có. Có nên mày quay làm cái gì? Bây giờ xem. Mày xem gì biến thái vậy? Mày chơi con người ta chưa đã sao mày còn xem nữa? Một ngày một tuần bé bảo mày rủ đi nhà nghỉ 3 lần 4 lần mày còn chưa đã sao mày còn xem cái gì? Mày xem hay là mày lấy để uy hiếp? Đó. Lấy điện thoại mày ra đây coi. Mà mày vô nhà nghỉ người ta chơi vô mày cởi chuồng hết vậy đó hả? Vâng. Mở mật khẩu ra. Không ai quấn đập gì đâu mà luôn. Nè quý ghê ha. À không phải một con hả? Tao không thấy con hình con nào ở đây. Tao thu điện thoại này nha. Thu điện thoại này được không? Tao thu điện thoại này luôn được không? Rồi anh xóa hết xong rồi đưa em chơi. Tao xóa làm gì? Tí này mày lên công an chứ, đưa công an coi chứ tao thua xóa làm gì? Xóa làm sao có bằng chứng để nói mày. Bé nó mới có 14 tuổi thôi, lớp 8 á. Mày chơi nói xong rồi tí này mày lên mày bóc liền ha. 16 cuốn thôi. À 12 cuốn. Khá lâu. Năm nay 20 tuổi, 32 tuổi ra tù ha. Được không? Thôi em dặn này lớn dài. Mày lời dài rồi dài mà 5-6 con trong kìa. Tao thấy có mấy tấm hình của mấy con khác nữa. Nói thằng này để lâu lâu nữa sao? Con người ta 18 tuổi rồi, tuần mà chơi 3 bữa còn gì con người ta nữa. Mấy con kia nữa. Mạnh á. Vô phòng mày có ghế kiểu sập sinh con ngựa này kia hả? Ghê đó. Giờ mày có muốn nói gì nữa không? Mày có xin gì không? Nói tao nghe coi. Đó thì đó là nên tha gì. Tha nhẹ là tha sao? Muốn tha sao? Cái gì em chê chịu trách nhiệm như... Trách nhiệm gì? Con người ta mới lớp 8, lớp 8 chưa được quan hệ, mày quan hệ rồi chưa trách nhiệm sao? Mày vá lại được bằng chân cho nó không? Còn thôi, thay có gì em xóa cái tuổi biết rồi cho. Xóa thì xóa làm gì, điện thoại tao cầm đây rồi, xóa làm gì nữa? Mày muốn đi tù hay như nào mày nói rõ, nghe. Thôi em giờ có chứ em không muốn đi tù. Mày không muốn đi tù sao mày làm vậy? Bây giờ mày không cần mày xin tao đâu, mày quay qua mày xin bé. Bé nó chịu, thì ok. Em xin ra. Được. Xin đi có gì về số tiền đi không? Đây là nước hoa Agawan thuộc công ty của Dũng từ đầu tư và mở ra. Tinh dầu Dũng nhập từ châu Âu và sản xuất tại Việt Nam nên giá thành nó rất là rẻ. Có 370.000 một lọ nước hoa này thôi. Mọi người mua ủng hộ Dũng để Dũng đang gây quỹ từ thiện lấy 20% từ lợi nhuận nước hoa để làm từ thiện. Sẽ làm clip nhiều clip từ thiện cho mọi người cùng xem. Và mọi người mua ủng hộ Dũng nha. Có 370k thôi. Dầu thơm rất là thơm, xịn sò, tinh dầu của Pháp, ok. Tính duy nhiên nói cái gì đó không? Má, mày nói to lên nghe. Mày phải tính duy nhiên không? Quên đi thôi anh ơi, quên đi thôi. Má, thứ này cho lên công an. À, bác, bình, quên đi thôi để cho lên công an, quên giúp trà đi chứ. Thôi được rồi, quên đi thôi, cho nó ngồi xuống đây. Mày ngồi xuống đây. Cái này mày quên làm gì á? Mấy thằng này lên trên nó công an nó bắt cái đục cái lỗ tường lỗ gạch này nó bác bỏ chim vào đó mà chơi cái tường mẹ chơi cho chày cái chim lầm mẹ cái con người ta mới 14 tuổi mà chơi á người mày như này đi vô mặc đồ xong tôi đưa mày ngoan mày đi vô mặc đồ liền đi vô mặc đồ nhanh lên mặc nhanh đó mấy thằng này quýnh làm gì lên công an nó tự quýnh quýnh chết luôn nó bật cái tường này nó bắt chọc chim ngỏng lên nó bắt chịch vào cái tường ấy. À, gãy hết cả chim luôn ấy chứ ở đó mà chơi. Con người ta mới 14 tuổi. Thả nó cho chơi không nói. Nó ép buộc gì mà chơi cái gì. Nhanh lên. Mày già mày nhanh chứ mày còn đứng trong mà già. Cái này em có sợ mẹ chứ không? Ừ, tí anh che mặt vào này kia là cho không sao mà. Cái tướng không biết tướng mẹ chắc không qua được của anh đâu.
che mặt lại hết tất cả mọi thứ. Đây là cái vì sao mà che mặt á, ảnh hưởng người ta lắm, xong chưa? Mày mặc ông ngược á, mày mặc lại đàng hoàng thôi. Đi vô trong, mẹ. Lên đây rồi, YouTube. Mấy thằng này cho nó xa. Facebook. Nhiều quá em. Mày về mang đồ vào, đi về. Mày còn đi học đúng không? Đi về bác. Đứng dậy đi về em, con. Tao chở mày ra ngoài công an cho mày tự mày tình bày. Mấy anh công an xử tao, xử tao chịu rồi đó. Giờ tao thả bay ra thì bây là chơi con khác tiếp. Biết bao nhiêu con trong điện thoại mày. Mang bộ đồ này đi, vì mấy năm sau mang lại bộ đồ này nữa. Ra cho bộ đồ này ra hả? Ừ. Nó làm kỷ niệm. Tha nó thì không được, mà bắt thì cũng tội, nhưng mà hơn cái đó thì chịu thôi, tại vì trong điện thoại nó thêm mấy đứa gái nữa, mấy lúc mới thấy chứ không phải một bé này. Tự trạng chưa cả sửa đời. Đi. Anh em dắt ghé đi ấy, mày còn gì trong này không? Bước trên con đường này, cho tao một lý do để tao có thể tao biết nhường mày. Tao không chán vì tao đang làm, vì tao được trao đúng với cách thiên cha để nhận quý giao. Sao làm gì được tao gã vẫn phải biết cao đầu, tao mặc xét và đứng lên. Có anh em kề vai, gia đình tao vẫn đứng lên. Chinh chiến máu mặn, thân tao vẫn bền. Giải mà đúng và điều tao quý, mày đừng có mà cầu hết. Xã hội cam go, hóa thân xấu trong chế lại cuộc đời. Mày là dân chơi, nhưng vào tiệc của tao rủ buộc mày. Sống là sống cho tao, không có phán ai. Nói mày nghe trong những cuộc chơi như thế tao không ngán ai. Bố Đại còn binh biển, tao có cơ đồ. Mày còn non nớt, ốc mày mơ hồ. Ba quân tao chấp, tao có hùm gan. Xã đoàn tao đứng, tao là chùm bang. Sài Gòn binh biển, tao có cơ đồ. Mày còn non nớt, ốc mày mơ hồ. Ba quân tao chấp, tao có hùm gan. Xã đoàn tao đứng, tao là chùm bang. Bố đời quý trung nhân thì tao phải biết ơn. Chuyện này mày đi xa con ạ. Tha trên em. Tha gì mà tha? Ra phường thì công an mày xin mấy anh công an chứ xin tao làm gì? Tao đâu có quyền phán xét mấy chuyện này đâu. Thì thằng nào cũng lợi dài mà, lợi dài đi về nó hết dài có gì đâu em. Ra ngoài đó mấy anh công an mà bây giờ thì không phải ngại thằng nào từ khi điều nhỏ điều đó là căn bản. Sống cho đúng chữ nghĩa không thì mất mẫu, đây là quy luật của băng đảng. Dịch tiếng anh lớn của tao còn được mọi người truyền tai nhau. Alo một cú là 20 mày sẽ hỏi hôm nay thằng nào mà xấu xấu. Hay tao có nhiều máu mày bao nhiêu mà mày cứ hoang hô. Đụng tao thử chưa tới 4:20 chưa biết được ai ăn ai đâu. Muốn là anh lớn thì mày phải chạy cảm giác bị cái đám cầm hẹn mà dí theo. Cố tìm đường thoát đừng để bị mắc thì cái lỗ tai mày bị thẻo. Xem thì kiếm ăn tới về hút có hai cành đào ở hai bên. Gọi tao bố đời đó là cái tên di sản trường tông không ai quên. Thằng nào với ta? Anh tha cho mày là người ta chửi anh sao? Mọi người trên cộng đồng mạng này kia người ta chửi anh sao? Sao anh tha mày được? Mày ra đó mày xin anh mấy anh công an. Xin được thì mấy anh cho thì mày làm gì đó làm. Ra mấy con em có công đi. Em muốn đi không muốn đi cùng anh. Thì mấy anh mày xin sao cho mấy anh quả đi cho mày đi. Chứ tao sao có quyền. Đây là nước Hoa Agawan thuộc công ty của Dũng từ đầu tư và mở ra. Tinh dầu Dũng nhập từ châu Âu và sản xuất tại Việt Nam nên giá thành nó rất là rẻ. Có 370.000 một lọ nước hoa này thôi. Mọi người mua ủng hộ Dũng để Dũng đang gây quỹ từ thiện lấy 20% từ lợi nhuận nước hoa để làm từ thiện. Sẽ làm clip, nhiều clip từ thiện cho mọi người cùng xem. Và mọi người mua ủng hộ Dũng nha, có 370k thôi. Dầu thơm rất là thơm, xịn sò, tinh dầu của Pháp, ok.